Bây giờ máy này mình đã thay cái dây sạc xong rồi ha, thay dây camera trước, thay luôn cái dây cảm biến, bộ dây cảm biến của máy nè, màn hình và pin. Chào các bạn. Hôm nay cửa hàng mình nhận một cây iPhone X ha. Nó bể nát hết trơn. Bể nát trơn, dây socket cũng đứt hết luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành test cái màn hình mới để coi máy này còn lên không ha. Máy này sạc thì sạc không vô rồi đó. Máy này nếu có làm cũng phải 2 giờ sạc luôn rồi. Máy này bị hư camera trước rồi nha các bạn. Wi-Fi bắt sóng yếu nè. Về cái máy này bây giờ là mình sẽ tiến hành thay màn hình, thay cái sườn, thay pin, thay camera trước, thay luôn dây wifi, thay luôn dây chân sạc cho nó. Đây là cái sườn bên mình, sườn này là sườn dưới các bạn.
wifi ok nha các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alo, mình dán kẹt chống thấm cho máy này luôn. Bây giờ mình đem máy đi dập áp suất cho nó đều, nó kín lại. Thời gian dập áp suất là cỡ 2 phút. Các bạn coi mặt kính đều với cái sườn rất là đều luôn. Bây giờ máy này mình đã thay cái dây sạc xong rồi ha, thay dây camera trước, thay luôn cái dây cảm biến, cũng dây cảm biến của máy, màn hình và pin, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.